Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với trang tin cá nhân của tôi, Văn Dinh Vlog. Hôm nay tôi sẽ đưa đến một thông tin sốc giật cho mọi người. Thì trước hết, tôi sẽ nói qua một cái lĩnh vực mà người dân miền núi vùng rừng đang trải qua. Thì sau khi nghe xong cái câu chuyện này thì mọi người sẽ liên tưởng đến cái vấn đề ngày mai này thôi. Thì hiện nay đang ở vùng miền núi vùng rừng, đang vào mùa lấy mật ong rừng. Vì vậy là người dân mà hầu hết người miền rừng thì có được những cái thu nhập đáng kể để trang trải cuộc sống. Thì sau khi tôi đã nói đến đề cập đến vấn đề mật ong rừng thì hẳn nhiên các bạn cũng đã liên tưởng đến cái vấn đề gì mà trong đó có quy định ngày nào mà ngày mai sẽ có hiệu lực, đúng không ạ? Vâng, đúng là ngày mai có một quy định sẽ có hiệu lực. Và hôm nay rất nhiều trang báo mạng đã đưa tin. Người đưa tin viết từ ngày mai mùng 10 tháng 6 lấy mật ong rừng sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng. Vâng, một tin rất sốc. Và tôi cũng tin chắc rằng lấy mật ong rừng sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên, thì tôi ở đây tôi chỉ tin là những bài báo giật tít. Và sau khi các bài viết đã được tung lên mạng, đặc biệt là trang mạng xã hội Facebook, thì nhiều người dân đã có phản ứng dữ dội. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần đọc cái tít là bị đi lấy mật ong rừng, bị phạt đến 3 triệu đồng, thì nó là ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến thu nhập kinh tế của người dân. Người dân cho rằng, ở miền biển thì được đi đánh cá, về trong rừng được đi lấy mật ong rừng, tại sao lại bắt phạt? Đúng rồi, tại sao lại bắt phạt họ? Bởi vì họ chỉ đi lấy mật ong về bán. Họ cho rằng nhà nước, pháp luật đã có những cái quy định trái khuấy, vớ vẩn, lúng ta lung tung, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và thu nhập và đời sống của người dân miền núi. Nhiều người đã phản ứng tiêu cực đến mức thậm chí có thể chửi nhà nước, chửi pháp luật và chửi những người cán bộ. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng bình tĩnh sự thật. Thì nội dung bài viết nó lại khác. Để biết cụ thể hơn, chúng ta bắt đầu tìm hiểu luật, tìm hiểu nghị định và đi vào cụ thể xem chương mục nghị định nó quy định cụ thể như thế nào. Và bây giờ ta sẽ lướt xem. Tại chương 2, điều 16, vi phạm các quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng. Khoản 5, điều 16 quy định như sau. Phạt tiền từ 1 triệu 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Sử dụng lửa không đúng quy định của pháp luật trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng. B. Đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, lấy mật ong, lấy phế liệu chiến tranh. Đó là hai cái nội dung chúng ta cần quan tâm, cần đọc cụ thể để hiểu. Ta sẽ đi phân tích sau một tí về cái mục rừng. Ở đây họ nói đến rừng đặc dụng. Vậy rừng đặc dụng là gì? Rừng đặc dụng là loài rừng được thành lập với mục đích chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, bảo vệ nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh phục vụ nghỉ ngơi, du lịch kết hợp phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái. Thì rừng đặc dụng được phân loại gồm 3 loại. Thứ nhất là vườn quốc gia, thứ hai là khu bảo tồn thiên nhiên và thứ ba là khu rừng văn hóa lịch sử môi trường. Thì ở đây họ nghiêm ngặt cấm không được sử dụng lửa ở trong khu vực rừng đặc dụng. Vì vậy nếu ai đem lửa vào đốt lên ở trong khu vực đặc dụng với mục đích bất cứ một mục đích gì đều sẽ bị phạt. Thứ hai là về khi sử dụng lửa để săn bắt, đốt lấy động vật hoặc săn bắt thú rừng, ong. Thì ở đây họ chỉ cấm là chúng ta không được sử dụng lửa để đốt lấy ong, lấy mật. Ở đây chúng ta nên hiểu rõ rằng quy định không được sử dụng lửa chứ không có nghĩa là không được lấy mật ong. Thì ở đây lý do tại sao nhà nước lại có cái quy định không được đốt ong, bởi vì sao? Bởi vì hiện nay mặc dù ong không phải là động vật quý hiếm, không phải là động vật xếp vào nhóm danh sách đỏ và nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên thì nếu người dân chúng ta mỗi khi lấy mật ong mà cứ đốt thì mỗi lần đốt nó không chết thì cũng bị cháy lông. Nó không chết thì cũng bị cháy cánh, thì nó cũng chỉ rơi xuống đất, nó không thể bay, không thể bò. Mà nó đã là một loài động vật sinh ra là để bay.
mà chúng ta đốt cháy cái nó không thể bay thì nó cũng sẽ không thể tồn tại được nữa. Vì vậy khi mà nó không tồn tại thì nghĩa là nó sẽ chết và số lượng nó sẽ giảm. Vì vậy cái ong rừng tự nhiên sẽ dần dần bị biến mất. Vì vậy để mà bảo tồn duy trì số lượng đàn thì nhà nước có cái quy định như vậy là đúng. Và hiện nay nếu chúng ta không sử dụng lửa để đốt thì chúng ta có lấy được mật ong không? Hoàn toàn có thể lấy, đúng không ạ? Hiện nay xã hội đã phát triển, có rất nhiều phương tiện, rất nhiều cái cách để chúng ta lấy mật ong rừng. Chúng ta có thể mặc quần áo bảo hộ tự chế hoặc là có những cái trang bị họ sản xuất ra phục vụ cho trại nuôi ong. Thì mỗi người chúng ta xác định nếu đã làm nghề lấy mật ong rừng thì nó cũng không quá đắt. Chúng ta có thể đầu tư một khoản tiền để trang bị cho mình đi lấy ong cho nó dễ. Bởi vì có khi chúng ta đã lấy được mật nó rồi, nó cũng vẫn không bỏ cái chỗ làm tổ để mà đi, mà nó sẽ tiếp tục ở lại, nó xây lại tổ. Hoặc có thể nó bỏ đi nhưng cái số lượng đàn, số số con nó không bị chúng ta đốt chết thì nó vẫn duy trì được cái số lượng. Vì vậy nó duy trì cho những mùa tiếp theo chúng ta vẫn thoải mái để mà có mật để khai thác, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã yên tâm cái khoản là nhà nước sẽ không phạt chúng ta khi lấy ong mật. Và mặc dù nghị định đã được quy định như vậy, quy định không được dùng lửa để đốt ong lấy mật, thì có một số cá nhân lại cho rằng vậy thì khi tôi sử dụng lửa, tôi đốt ong xong tôi làm gì phải đi báo cáo với chính quyền, báo cáo cán bộ để mà bị phạt. Tất nhiên rồi, chẳng ai dạy gì mà vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của nhà nước mà lại đi báo cáo nhà nước, đi tự thú. Đặc biệt là với cái hành vi nó đã thường xuyên được người dân sử dụng, lạm dụng nó rồi. Thì tuy nhiên cái vấn đề này tôi sẽ nói thế này, chẳng ai là sẽ tự giác đi để khai báo. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã sử dụng đến lửa để đốt thì sẽ phải có khói, mà hiện nay rừng thì đã được nhà nước đã cấm khai thác, cấm phát rừng, đặc biệt là những cái rừng trồng lại thì mới được phát đốt. Bây giờ ở trong một khu rừng tự nhiên thấy ở đâu đó mọc lên, thấy bốc lên một cái làn khói thì đương nhiên lúc đó là sẽ phát hiện được là ở đó đã có người đốt, mặc dù không biết là đốt ong hay làm cái gì mà thấy khói lên. Thì kiểm lâm địa bàn có thể trực tiếp đến đó bắt quả tang, thì lúc đó chúng ta sẽ không có cách gì mà chối cãi. Còn làm sao để mà nhà nước có thể bắt người dân nộp phạt, cái đó sẽ có chuyên ngành chuyên môn của họ xử lý vấn đề này, trừ khi người thi hành công vụ người ta không làm nghiêm ngặt. Chứ còn nếu người ta đã làm thì bất cứ việc gì cũng đều làm được hết. Nên chúng ta không nên thách thức pháp luật, chúng ta không nên lách luật, bởi vì nếu chúng ta lách thì kiểu gì cũng sẽ có người chặn đầu. Nếu mà luật được làm nghiêm, người thi hành luật làm nghiêm đều có thể phát hiện hết. Ở đây thì còn có một lưu ý thêm, đó là trong quy định tại nghị định này thì cũng có nhắc đến, đó là hành vi chặt đốt phát cây rừng, đào bới, san ủi nổ mìn, đắp đập ngăn dòng chảy tự nhiên, xả chất độc gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì không được phép sẽ bị xử phạt đến 200 triệu đồng. Cái này 200 triệu đồng nó không hề nhỏ, đủ khả năng để truy tố đi vài năm tù. Nên người dân chúng ta cần lưu ý rằng là hiện nay ở miền núi rất nhiều người khi đã được giao đất, giao rừng thì thường vào trong những cái khu rừng của mình có những cái con khe con suối chảy qua là sẽ tự ý đắp thành con đập để nuôi cá, mục đích cũng chỉ để cải thiện cuộc sống thôi. Tuy nhiên hiện nay quy định đã có hiệu lực thì chắc chắn rằng cái việc tự ý đắp thành cái đập chặn lại khe lại suối nó đã vi phạm pháp luật, đã vi phạm trong những cái điều khoản được quy định trong nghị định này. Vì vậy người dân cần hết sức lưu ý đừng để những cái điều đáng tiếc xảy ra. Một khi chúng ta đã vi phạm pháp luật thì nhà nước hay bất kỳ một tổ chức cá nhân có quyền lực nào cũng khó để bao che cho chúng ta. Nên tôi mong rằng bà con nhân dân chúng ta hết sức lưu ý cái vấn đề này. Chỉ ngày mai nữa thôi, còn vài tiếng nữa thôi, hiện tại đã là 20 giờ 28 phút. Thì trong cái thời điểm này ai còn phát hiện một cái tổ ong rừng nào đó thì tôi không cổ súy, nhưng mà cứ tranh thủ đi đốt lấy trước khi hiệu lực trước trước khi nghị định có hiệu lực thi hành. Còn từ 0 giờ trở đi thì những ai sử dụng lửa đốt ong thì chắc chắn là sẽ bị xử phạt. Vì vậy mong chúng ta là ai cũng tuân thủ cái quy định của pháp luật.